Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh của Thủy. Đây là video đầu tiên của Thủy về Rural Living Canada hay là cuộc sống điền viên Canada. Canada bây giờ đã là mùa thu. Trời bắt đầu lạnh vào ban đêm cũng như là cái bản thời tiết mà Thủy đã để ra cho quý vị xem. Cây lá đã đổi màu, nhất là những cái cây lá phong đã đổi sang màu vàng rực và màu đỏ rất là đẹp. Cũng có nghĩa là mùa thu đã đến thì vườn tược phải thu hoạch và dọn dẹp. Như đây là Thủy đang hái lá ớt để mà đông lạnh và nấu nướng. Và mùa này cũng là mùa thu lù kiểng, còn gọi là Chinese lantern, chín rực rỡ cùng màu với lá vàng, rất là xinh đẹp. Và Thủy cũng phải hái hết tại vì vài bữa nữa tuyết xuống là không có còn cái gì để mà thu hoạch được. Và mùa này cũng là mùa bí rợ để cho Halloween. Nhưng mà Thủy trồng bí rợ và bí đỏ, Thủy không biết gọi là gì nhưng mà tiếng Anh là butternut squash. Những cái loại bí này là Thủy dùng như bí rợ thì là xay ra uống tươi, xay cả vỏ lẫn hột. Còn bí đỏ kia là Thủy nấu mà Thủy gọi là súp để phòng ngừa cảm cúm. Thủy nấu bí với cà chua chín cùng với gừng. Đây là xả của Thủy, Thủy cũng phải thu hoạch nhổ lên xay ra để dùng vào mùa đông, còn lá Thủy cũng để đông lạnh trường hợp mình cần để nấu nước sông. Nhà Thủy cũng có gà vịt và đây là hai con gà Tây bạn của Thủy đây. Thủy đặt tên nó là một đứa là Christmas và một đứa là New Year. Mặc dù gọi Christmas và New Year nhưng mà không có lịch trình để mà làm thịt đâu. Đây là bạn thân của Thủy cho nên Thủy rất thích chơi với chúng nó. Còn đây là những thứ mà Thủy trồng, Thủy thu hoạch như là bí đỏ, salad, kale, bí đao, bầu. Tất cả những thứ đó Thủy thu hoạch hết và để đông lạnh ăn mùa đông. Mùa đông ở đây rất là lạnh mà nhất là Thủy ở vùng xa thì nhiều khi đi chợ trong thành phố cách nhà khoảng 1 tiếng đồng hồ cũng là một trở ngại.
cho nên tất cả những gì Thủy có đều được đông lạnh và xài cho tới vụ mùa năm tới. Đây là những cái cây rau dền đỏ mà Thủy trồng rất là to, nhưng Thủy cũng phải nhổ bỏ hết, tại vì khi mà lạnh tới là tất cả đều héo úa và tàn rụi. Cuộc sống ở thôn quê rất yên bình và tất cả những gì mình trồng trọt và thu hoạch đều là hữu cơ, tại vì nhà Thủy nuôi gà nuôi vịt để dùng làm phân bón mà trồng rau trái. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video đầu tiên của Thủy. Hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ để Thủy làm tiếp những video khác về cuộc sống điền viên nơi xứ lạnh như là Canada. Xin kính chào quý vị và hẹn với quý vị lần sau.